Cú chạm trán quá sớm của hai ứng cử viên vô địch, đội tuyển Đức hay đội tuyển Tây Ban Nha sẽ vượt qua đối thủ để viết tiếp câu chuyện nhà vô địch của Euro năm nay. Câu trả lời sẽ có vào 23 giờ ngày 5 tháng 7. Tứ kết 1, đội tuyển Đức, đội tuyển Tây Ban Nha trực tiếp trên VTV2.